Dạ không bán được mấy chục vé hả? Được mấy chục ngàn. Là nhiêu đâu? 80 ngàn ạ. Ừ. Kenvin Trần lì xì cho con bao một bao thư luôn. Con có nói gì không? Cam phi hả? Một bao thư luôn, con có nói gì không? Thằng bạn mình nó sửa cũng xấu y gan vậy. Kính chào cô bác quý anh chị. Và Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Và hôm nay là ngày 26 âm lịch, tháng 26 tháng 10 chạp năm 2020. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ đến Tết. Và hôm nay thì nhận được một bao lì xì nhiều như thế này. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì Bùi Hồ đại diện cho anh Kenvin Trần là Việt Kiều Mỹ sẽ lì xì cho các bé ở sống ở trên ghe, con của chị Nguyệt với lại con của gia đình của anh Xuyên. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Cầm một bao lì xì này đi lì xì để cho các bé nó ham. Bây giờ cái đường này là cái đường này. Rồi. Bây giờ đang quay luôn hả? Đi xuống. Chị Nguyệt ơi. Hả? Mẹ đâu? Ơi, đạt để tao đi trước nha. Bạn của mình nó cầm cái coi chừng gớt dưới sông nha. Em chào chị. Hôm nay Thanh đâu? Dạ. Thanh đâu? Thanh đi chơi rồi. Chị mới ngủ chị hay gì? Dạ. Hả? Ôi giời, lời bất ngờ quá. Lời bất ngờ. Hôm nay Nhi bán mới về hả con? Dạ không bán về. Hôm nay Tết mình có chuẩn bị sắm sửa gì chưa chị? Dạ, Nhi sắm rồi. Có mấy ngày con. Bật đèn quang âm lên cho sáng cho chị. Nhi hôm nay con bán được nhiêu tờ? Dạ không bán được mấy chục vé hả? Mấy chục ngàn. Lời nhiêu đâu? 80 ngàn ạ. Còn Thanh đâu chị? Nó mới vừa đi lúc 3 giờ á con. Đi chơi hay gì? Dạ đi rồi. Dạ hả? Chị nói vậy. Thôi được rồi chị. Ở sao mặt chị đổ quét vậy? Chị mới ngủ. Ngán kêu cậu kìa. Bệnh. Hả chị? Ôi ôi, sao cuộc sống không dài mình sao rồi? Nghĩ là sao? Hả? Cũng vậy chứ em không có gì. Ổn hơn một lần nhiều. Ôi sao chị gương mặt của chị nó hôm nay khác vậy? Có em cũng bệnh. Em cũng bệnh luôn. Nằm suốt ngày nay luôn. Cho mấy bé ăn chưa? Dạ chưa. Thôi cho chị nghỉ ngơi đi. Hôm nay em đến đây lì xì đại viện cho Diện, cho anh Kenvin Trần, chị Kiều Mỹ lì xì cho bé nè. Dạ, em cảm ơn. Đang ăn Tết con, cậu lì xì nè. Em cảm ơn. Gửi cho Thanh giùm cậu luôn nha. Dạ, con cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Sao gương mặt chị thất thần vậy? Đúng bệnh. Nên bệnh tạm ngộ từ sáng giờ em nằm gã gục từ sáng cho luôn á. Em nằm từ sáng em không lên bờ luôn á. Bệnh. Rồi gửi cho Thanh nói chú Kenvin Trần ở Mỹ nha con. Nói với Thanh em mang ơn rất nhiều. Rồi chị cố gắng nha. Dạ, rồi ăn Tết vui vẻ. Ăn Tết vui vẻ nha chị. Dạ, nha. Dạ. Thôi em về nha. Dạ, chúc chuyện Tết vui vẻ. Dạ. Bye bye gia đình. Rồi, cảm ơn cậu ạ. Ây da. Trời. Không quen xuống cái ghe, không quen là nó bị trồng trên. Và lắc. Chóng mặt luôn á.
Rồi đi qua bên đây cô bác của anh chị. Tiếp theo ghé qua gia đình của anh Xuyên. Xuyên hả? Dạ. Xuyên nè. À. Làm cái chó tao xuống kìa. Anh Xuyên đâu chị? Anh Xuyên đi làm, đi làm hả chị Hồng? Ủa làm ở nay anh Xuyên làm về trễ hả? Nó cắn không? Một, hai, ba, bốn, năm. Con bé nó đâu? Vậy hả? Tết mình sắm sửa gì chưa chị? Tiền đâu sống? Bằng bến như này á vậy. Cuộc sống mình không hay khá hơn chứ. Nó trả lại thấy gần Tết là càng ấy rồi. Bà bật đèn lên con. Bật đèn lên cho chú với. Càng càng gần Tết là càng ấy vậy luôn. Ờ. Thôi cố gắng đi nha. Người ta giúp mình cái khó khăn thôi. Rồi các bé ra đây ngồi với chú ơi. Vô các bé ra đi chị. Ra đây chú lì xì nè. Bật đèn ngoài trước lên luôn con. Rồi ra đây chú nói nghe ơi. Bạn nào ra thì có tiền lì xì. Có lì xì Tết. Còn bạn nào núp thì không có tiền lì xì. Rồi con ra đây. Con ra ngoài trước này con ngồi nè. Con ra trước luôn con gái. Ra trước ngồi. Ôi chó đi. Rồi bây giờ hổng ngày cuộc sống mình sao nói em nghe với. Cho mạnh quân vui thôi. Mình không có than nữa nha. Than nữa làm chạy về luôn. Nhưng mà không ngờ em nói. Em nói chứ là không. Mình đừng nói chung là mình cố gắng cuộc sống của mình ha. Dạ. Với bệnh nó mới đầu hoài nữa anh ơi. Cô mình kỳ lắm. Như sống nào chết nào mình yếu lắm bây giờ. Như đầu mình bị nhiều lắm mới bị sao. Con xuống đây giờ ngồi. Rồi, tổng cộng 6 bé đâu, em đếm thôi. Mai ra đây chơi chưa? Rồi, tự giới thiệu qua chị Hai. Chị Hai giới thiệu trước rồi. Chị Hai tên gì? Kim Mai. Kim Mai. Rồi, hôm nay chú lì xì cho Kim Mai. Con có nói là chú Kevin Trần lì xì cho con bao một bao thư luôn. Con có nói gì không? Cảm phi hả? Một bao thư luôn, con có nói gì không? Cảm ơn. Con xin cảm ơn. Rồi, tới chị thứ ba đâu? Ra nè dạ, chú nè gửi chú gửi lì xì nè chú Ken lì xì này là chú Kevin Trần Trần ở Mỹ gửi rồi nè con dạ, con tên gì Ken Kim qua lẹ lên nè con cô gọi chú kêu mà cũng đen rồi con tên gì Kim Hoa Kim Hoa mà kêu là Mỹ rồi con cảm ơn đi cảm ơn cỡ. Chị thứ thứ tư nè Thánh hai tay lấy hai tay. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú vậy, nó mất chạy ghê luôn trời. Thứ tư, năm. Năm để cho bạn đó tự lấy. Con ra đây, con bước ra đây chú. Con đưa hai tay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ơi. Cảm ơn chú. Trời ơi. Cảm ơn chú. Khổ ghê à. Chị thứ sáu. Thứ năm, con ra đây. Gì ra đây là gì? Rồi, rồi. Lấy hai tay. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú ơi. Rồi giờ tiếp hạn chế quá. Tiếp theo đứa út tên gì? Tên Tường Di. Tên Tường Di. Rồi chú cho đèn gà con. Chú nè con lì xì gà lẻ. Lấy ai? Lấy ai với gà lấy. Lấy giống đưa gà lẻ. Nè 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 lấy đi giùm đi chị không? Đi nè. À, hôm nay em đại diện cho chú Kevin Trần ở Mỹ gửi cho các bé lì xì để các bé có tiền ăn Tết nha. Cố gắng. Cảm ơn Mạnh Thùng Quân với em cũng cảm ơn anh luôn. Rồi cố gắng mình rồi hôm nay các con có tiền thì để tiền xài Tết nha. Rồi nói lời nào đi chị Hai, nói lời nào đi đại diện. Dạ nói sao? Cảm ơn rất nhiều. À, Bùi Hồ xin thay mặt gia đình của chị Nguyệt, thay mặt gia đình của em Hồng. Em Hồng. Chị Hồng thì xin chân thành cảm ơn chú Kevin Trần rất nhiều đã ủng hộ cho các bé có một cái Tết ấm cúng với những bao lì xì như thế này. Đây là một món quà tinh thần lớn, đặc biệt là cho các bé nó có khả năng giao tiếp nè. Các bé có một cái niềm vui xuân, đặc biệt ở đâu cũng vậy, nhưng mà có niềm lì xì thì các bé thấy vui hơn kìa.
Hôm nay em đến thăm gia đình mình, cũng ngày gần cận Tết rồi, em chúc gia đình mình năm mới vui vẻ nha. Em cũng chúc anh đường dài dài sức khỏe, nhân sự như ý. Dạ, em cảm ơn chị. Dạ. Anh chúc mạnh Hùng Quân nhà đường may mắn. Rồi, cảm ơn chị luôn, chào gia đình mình luôn nha. Em cũng ơn anh luôn nha. Anh có lên bà ba chưa? Rồi, em lên rồi. Dạ. Rồi, em đi nha. Dạ, dạ. Ôi trời. Đó. Dạ. Thôi với ba gia đình của mình nha. Dạ dạ. Ê, Bùi Hồ cũng gần Tết rồi. Hôm nay là ngày mai nữa là một cái clip. Ngày mai nữa là xong cho nhiệm vụ của năm 2020. Và Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Chúc cô bác quý anh chị một năm mới tràn đầy sức sống, thưởng một cái Tết Việt Nam thật lan lành và hạnh phúc, và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại thôi.